bàn viếng chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua. Con muốn nói cho mọi người đó là bây giờ á là những cái người mà thủ pháp ấy hay là cái gì về. Con cũng không cần ai đi hộ pháp nữa. Cái thứ hai là người dân ấy, mọi người ấy là cùng về làm công việc của mình, hộ pháp cùng làm công việc của mình với YouTube ấy cũng về làm công việc của mình. Chúng tôi không cần ai đi theo nữa, tại vì đi theo là vừa mất trật tự, vừa mất cái giao thông, mà chúng tôi cũng không có cần phải như thế này. Cái hạnh đầu đà tập học là hữu duyên, tự mình đi khất thực, tự mình lo lấy, tự mình ấy. Còn ai mà người tu nào ấy mà đi tập học ấy, thì tự lo lấy, tự đi lấy, chứ không cần ai cả. Cứ vừa làm như thế này là vừa chính quyền ảnh hưởng giao thông, vừa lộn xộn, vừa không được cái gì cả. Nên là mình cái gì việc nào đáng làm thì mình làm, cái nào không đáng làm thì mình đừng có làm. Như thế này thì nó cũng không đúng cái hạnh ấy. Đi tới đâu mọi người cũng đi theo, rồi ảnh hưởng tụ họp nó không được đúng theo cái ấy. Khi nào mình cần thiết ấy, thì mình gặp chứ sáng với lại không phải khi nào cũng gặp thì quỳ đảnh lễ cá, không cần, không phải như thế này. Mình ở nhà mình làm cái điều thiện, mình giữ giới theo lời Phật dạy là như thế là mình đảnh lễ rồi, chứ không phải như thế này cả. Nên là mọi người mà biết làm như thế thì tốt đẹp, để cho mọi người từ đi ấy. Chứ vừa nào cũng bây họ như thế này đâu có được. Đó, để tu tập ấy, ai muốn đi vừa nào cũng không, mình cũng công việc của mình chứ. Tại vì các người đây, người tu cũng có cái công việc của họ với chứ. Khi có cái thời gian để họ ngồi thiền, họ tu hành, họ làm riêng, việc riêng tư chứ. Đâu phải khi nào cũng làm như này đâu, đâu phải diễn viên điện ảnh đâu. Không phải Hollywood, không phải chương phim. Nên là mình về công việc của mình tốt đẹp. Cái đấy là không ai đi theo nữa. Không ai, đấy là con nói rồi, con nói như thế đấy. Chứ không là làm ảnh hưởng chung đến, không phải là xôn nhớ hay cấm đoán gì hết. Khi nào các con ấy mà đi khất thực á, là đến từng nhà xin nhận vật thực, sẽ không đưa đến như thế này. Ngày mai á, mà ai đưa đến các con không nhận, đưa đến là không nhận. Khi nào đi khất thực đến nhà thì mới nhận, còn không đưa đến là không nhận, đừng nói trước. Nên là cũng mất công là đừng có 3 giờ sáng hay 5 giờ sáng chạy đi cho đồ. Còn việc sư nào muốn nhận thì việc của họ, đưa cho họ. Nhưng mà riêng con là con không nhận, còn các sư khác là quyền của họ. Con mà sớm mà đang ngủ 3 giờ sáng hay là 4, 5 giờ sáng mà đem đến là con không hề nhận. 5 giờ chạy theo không nhận. Khi nào giờ con đi cái cuộc, con nói nhận đến nhà. Quý Phật tử nào muốn xin phước, xin lộc cầu may thì xin dừng lại, vì hành vi như đây không phải là cách như Phật dạy. Phước báu hay lộc tài là nhân quả, đều là từ bản thân mình mà ra, không thể nào làm điều ác rồi đi cúng một bữa để mong xóa tội. Không thể nào vì ham nhà xe sang, con cái giỏi giang mà cúng một lần để được phát đạt, giàu sang được. Nếu được, mong mọi người hãy theo thầy vì lòng ngưỡng mộ, kính trọng. Mong học được đạo hạnh từ các thầy mà theo, như vậy theo mình sẽ tốt đẹp hơn. Mong các anh chị YouTuber đừng vì like view của mình mà bất chấp làm phiền sư sáng tối. Nếu anh chị có lòng, mong anh chị đưa lên tiếng nói để ổn định bà con, tạo môi trường thoải mái để thầy được thuận tiện con đường tu học. Hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.
mãi khi bàn viếng chùa. Mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa. Mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua. Tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà. Lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tỉnh thức. Lời Phật ngàn năm qua, danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa. Chớ tham vọng tục lệ, chớ thèm bã vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe kinh. Hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ. Mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa. Trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về. Hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa. Chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bã vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, nay và đêm nghe. Dày, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ. Mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa. Trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về. Hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về. Hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.